Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc thăm và làm việc với Đảng ủy xã Nhân Mỹ. Hội thi tuyên truyền cổ động huyện Tân Lạc năm 2024. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xóm cá xã quyết chiến. Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hà Nội chi trả quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô cho khách hàng. Sáng ngày 20 tháng 8, đoàn công tác của huyện ủy do đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Nhân Mỹ. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đảng ủy xã Nhân Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, hiệu quả. Với thổ nhưỡng khí hậu đất đai thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã đã thành lập được hợp tác xã rau củ quả và cá dầm xanh, có diện tích núi cột cờ và thác Trăng thuận lợi cho phát triển du lịch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, Nhân Mỹ là xã thuần nông có di tích thắng cảnh núi cột cờ và thác Trăng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đây là cơ hội tốt để ngành du lịch của địa phương phát triển. Đồng chí đề nghị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các hộ dân trong khu vực phương pháp bảo vệ di tích, vệ sinh môi trường, giữ gìn nguyên vẹn toàn bộ cảnh quan. Các phòng ban chuyên môn của huyện hỗ trợ xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy và đoàn công tác đã đến kiểm tra và nắm tình hình tại di tích thắng cảnh thác Trăng, xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ. Ngày 16 tháng 8, huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền cổ động năm 2024. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi đã đến dự. Tham gia hội thi có trên 300 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đoàn tham gia hội thi dàn dựng một chương trình nghệ thuật có thời lượng từ 25 đến 30 phút với 3 nội dung xuyên suốt theo chủ đề chương trình gồm: phần thi tuyên truyền miệng được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, có các hình ảnh cổ động trực quan minh họa; phần thi văn nghệ tuyên truyền với 2 thể loại ca múa; phần thi tiểu phẩm tuyên truyền gắn gọn xúc tích bám sát chủ đề tuyên truyền gắn với tình hình địa phương. Các đội đã mang đến hội thi những chương trình sân khấu phong phú về nội dung, hấp dẫn về nghệ thuật. Nhiều đơn vị đã có những sáng tạo mới, xây dựng được bố cục chương trình chặt chẽ, ý tưởng độc đáo và tập hợp được diễn viên, tuyên truyền viên tâm huyết. Qua từng phần thi, các đội đã cho thấy năng khiếu thuyết trình tốt cộng với hình ảnh minh họa phù hợp, tạo hiệu ứng truyền thông rất cao. Các tiểu phẩm tuyên truyền và tiết mục văn nghệ tuyên truyền được dàn dựng công phu, kết hợp đạo cụ, trang phục, tạo sự hấp dẫn lôi cuốn khán giả. Chủ đề mà các đoàn lựa chọn để bám sát phản ánh hơi thở cuộc sống như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày truyền thống ngành văn hóa, thông tin 28 tháng 8 và kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, chủ đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Tân Lạc. Thông qua hội thi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội thông tin lưu động cơ sở, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện và các địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Tân Lạc. Hội thi cũng là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào văn hóa văn nghệ và công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở, tạo cơ hội cho cán bộ, biên đạo, diễn viên, tuyên truyền viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cổ động. Đồng thời, lựa chọn các tiết mục đặc sắc tham dự hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh Hòa Bình năm 2024. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho các tiết mục đặc sắc đối với từng nội dung. Về giải toàn đoàn, giải A thuộc về đơn vị xã Phú Vinh,
và quyết chiến. Đồng tải B gồm 3 đơn vị: Nhân Mỹ, Đồng Lai và Thuế Hoa. Sáng ngày 17 tháng 8, Ban chỉ đạo 09 xã quyết chiến tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại Xóm Cá. Đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự. Xóm Cá xã quyết chiến có 99 hộ, 477 nhân khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân trong xóm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xóm đã được triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, an toàn về trật tự, mô hình camera giám sát an ninh, câu lạc bộ 3-0, không có ma túy, không có tai tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chi ủy chi bộ xóm đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, bà con trong xóm luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ghi nhận chúc mừng những kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Cá xã quyết chiến đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 09 xã quyết chiến tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an xã tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương cho một cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vừa qua tại xã Quang Phú, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Tân Lạc đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cấp huyện năm 2024. Đồng chí Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đã đến dự. Trong thời gian 4 ngày, trên 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính sách về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Chiều ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về đất đai. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn ra soát toàn diện, trong đó tập trung vào việc quản lý cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thừa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, ra soát số hộ dân làm nhà trên đất không phải là đất ở, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ công chức của đơn vị và cán bộ làm công tác địa chính các xã thị trấn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để phát sinh trường hợp vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Việc quản lý đất đai là một nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, địa chính các xã thị trấn, luôn chủ động ra soát diện tích đất trên địa bàn, phân loại các diện tích chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để tuyên truyền hướng dẫn người dân trong việc làm thủ tục về đất đai, đạt hiệu quả, không để vi phạm tồn tại phát sinh mới.
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2024, Trung tâm Chính trị đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khóa 3 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 học viên là cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở, sẽ được các báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ công tác, nữ công, công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở nắm vững nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, đồng thời vận dụng vào thực tiễn, phát huy tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Vừa qua, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hà Nội, gọi tắt là Abis Hà Nội, đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô cho gia đình anh Võ Như Hưng, khu An Thị, thị trấn Bát Đức và gia đình anh Phùng Thanh Thiệp, xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Gia đình anh Phùng Thanh Thiệp, xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng tài sản tại Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc. Anh đã được cán bộ tín dụng tư vấn và tham gia đóng bảo hiểm vật chất xe ô tô với số tiền phí bảo hiểm 7,7 triệu đồng vào cuối tháng 10 năm 2023. Khi tham gia giao thông, xe anh Phùng Thanh Thiệp không may xảy ra tai nạn khiến xe hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Khi nhận được tin báo của khách hàng, cán bộ Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc nhanh chóng phối hợp với Abis Hà Nội tới hiện trường thực hiện công tác giám định và kịp thời bồi thường bảo hiểm cho khách hàng số tiền 89.680.000 đồng. Cán bộ bảo hiểm, nhân viên bảo hiểm Abis thì là rất chu đáo, tận tình, rồi chăm sóc khách hàng rất tốt. Gần đây nhất thì tôi có bị va chạm trên Vân Hồ thuộc địa phận của Sơn La, thì tôi đã báo về bên công ty rồi là bên chi nhánh ở tỉnh Hòa Bình. Mặc dù đường xá nó xa xôi ấy, nhưng mà khoảng 2 tiếng sau là bên bảo hiểm đã cho nhân viên lên khảo sát hiện trường, chụp ảnh làm thủ tục rất là nhanh chóng. Còn đối với gia đình anh Võ Như Hưng, khu An Thị, thị trấn Bán Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cũng là một trong những khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng tài sản tại Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, có tham gia đóng bảo hiểm vật chất xe ô tô với số tiền phí bảo hiểm 5,5 triệu đồng. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, khi đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông thì xảy ra tai nạn khiến xe hư hỏng nặng. Qua giám định, Abis Hà Nội đã bồi thường cho khách hàng số tiền 20 triệu 500 nghìn đồng. Nhà tôi thì chuyên cho thuê xe tự lái, thì tôi đã mua bảo hiểm của Agribank là 10 bảo hiểm. Sự cố ở trên đường thì nói chung là cũng không thể nào mà tránh được. Những lúc mà xảy ra sự cố thì bên phía bảo hiểm thì xử lý cho tôi kịp thời và thỏa đáng, nhanh chóng để tiếp tục là xe tôi được lưu thông trên đường và tôi tiếp tục kinh doanh. Được biết, hiện nay công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hà Nội đang cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank như bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm bảo an tài khoản, bảo hiểm chủ thẻ, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm máy móc thiết bị, bảo hiểm tài sản. Trong đó nổi bật hơn cả là những sản phẩm bảo vệ khách hàng vay vốn và bảo hiểm tài sản thế chấp như bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm vật chất xe ô tô. Hàng năm, Abis chi trả bồi thường hàng tỷ đồng cho khách hàng mua bảo hiểm qua kênh phân phối là các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank. Trong thời gian qua, Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hà Nội liên tục chuyển mình để mang đến những dịch vụ bảo hiểm tốt nhất, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục các sự cố bất ngờ và không ngừng tiến bước trên hành trình cuộc sống, nhất là những người dân khu vực nông nghiệp nông thôn trước những rủi ro khó lường của thiên tai, dịch bệnh, tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.